con ơi, đứng lại đi, đừng có chạy nữa. Mình mệt quá. Mình không thích bạn đâu, bạn gây khúc mắc cho mình cái. Không được, sắp tới khỏe đã giao phó nhiệm vụ, mình phải hoàn thành. Đừng bám lấy mình nữa, ngày nào mình cũng phải ăn cải thiện luộc, cải thiện xào, cải thiện hấp. Chưa chết vì mình táo bón thì mình đã chết với mọi thực cải thiện rồi. Đứng lại đi hả con, mình mệt quá, chạy không nổi nữa rồi. Trời ơi, sao tự dân xỉu ngang xuông vậy? Mình không có ý chọc tức bạn đâu. Tao tỉnh lại đi, có ai không? Giúp Thỏ con với. Ủa, chuyện gì vậy Thỏ con? Có cần anh Đông giúp gì không? Em không biết nữa. Chắc kể thì bị em chọc giận nên ngất xỉu rồi. Nếu vậy á, để anh đưa Cải Thì qua bên nhà Đốc Tô Khỏe, nhờ Đốc Tô Khỏe xem sao. Nước khát nước quá. Đây, nước đây nè. Cái thìa, em thấy trong người sao rồi? Có phải em giận Thỏ con cho nên em xỉu luôn không? Dạ không phải. Bạn Thỏ con chạy nhanh quá, em đuổi theo không kịp nên tức ngực, khó thở rồi xỉu thôi à. Mình xin lỗi nha Cải Thì, mình không có ý nói vậy đâu. Nhưng mình thật sự không thích ăn rau để trị táo bón nữa đâu. Thôi, mình bỏ cuộc. Mình không ép bạn đối diện mỗi ngày với món Cải Thì đâu. Bạn tự lo cho mình đi nha. À, vậy là anh hiểu rồi. Tại em không chịu ăn rau cho nên mới bị táo bón đúng không? Dạ, đúng rồi. Chà, để anh coi, có cách nào không cần dùng rau mà vẫn trị được chứng táo bón không? Tất nhiên là có rồi nhá Quỳnh Đông. Đốc Tô Khỏe, hay quá. Lúc nào Đốc Tô Khỏe cũng xuất hiện đúng lúc để giải nguy hết. Nhưng mà Đốc Tô Khỏe, Quỳnh Đông thắc mắc á, là nếu như chúng ta không bổ sung chất xơ từ các loại rau như là cải thìa nè, thì làm sao giúp được Thỏ con cải thiện hệ tiêu hóa, không còn táo bón nữa? Đây, Đốc Tô Khỏe xin giới thiệu bạn nhỏ Bòn Bon sẽ giải quyết những tình trạng mà Quỳnh Đông vừa nêu nha. Bòn Bon, Đốc Tô Khỏe có thể giải thích cho Đông và quý vị khán giả được biết rõ hơn không? Bòn Bon có khả năng đặc biệt giúp chữa các vấn đề về đường tiêu hóa. Trong 100g bòn bon có chứa khoảng 2,3g chất xơ, cung cấp từ 8 đến 11% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày cho nữ giới và 6 đến 8% cho nam giới. Do đó, giúp tiêu hóa chất béo và protein có trong thực phẩm, từ đó cải thiện hệ tiêu hóa và chứng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, cho con khoe khoang thêm chút nha. Là vỏ của con còn chứa oleoresin giúp chữa tiêu hóa nữa đó ạ. Nếu vậy thì mình sẽ dùng bòn bon như thế nào để tốt hơn cho hệ tiêu hóa vậy Đốc Tô Khỏe? Bòn bon rất dễ dùng, có thể ăn trực tiếp như một món tráng miệng sau bữa ăn hoặc làm gỏi, làm rượu. Vậy thì chúng ta sẽ tùy theo sở thích của mỗi người mà lựa chọn thưởng thức bòn bon theo nhiều cách khác nhau. À đúng rồi, vậy thì còn tuyệt chiêu để lựa bòn bon làm sao cho thiệt ngon đó Đốc Tô Khỏe. Đốc Tô Khỏe chỉ luôn đi. À, bòn bon chính tự nhiên sẽ có những chấm kim li ti dưới đáy quả khi bóc vỏ không có nhựa. Những quả bòn bon chín ít thường có màu vàng đất, bóng bẩy, không có dấu chấm kim. Khi bóc, vỏ sẽ cho ra nhiều nhựa đó ạ. Như vậy là đã biết cách chọn bòn bon rồi. À, vậy thì mỗi ngày mình sẽ sử dụng bòn bon suốt luôn, được không Đốc Tô Khỏe? Dù có lợi cho sức khỏe, nhưng chúng ta vẫn phải lưu ý một số điểm như là không được ăn hạt, không cắn vỏ, không ăn những quả bị sâu. Và đặc biệt, người tiểu đường không nên dùng em nhiều, vì em có hàm lượng đường tương đối cao. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều, vì dễ bị nặng bụng đó ạ. Cảm ơn những thông tin chia sẻ hết sức bổ ích của Dr. Khỏe và Bòn Bon. Quý vị khán giả nhớ ghi chú cẩn thận lại nha. À, đúng rồi, Thỏ con, em cũng phải kết thân với Bòn Bon đi, để cải thiện hệ tiêu hóa của mình nha. Dạ tất nhiên rồi, Bòn Bon, mình làm bạn nha. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông xin thay mặt cho Đốc Tô Khỏe, Bòn Bon và bạn Thỏ con xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Hẹn gặp lại.